Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog nha. Và trên hôm nay Nghĩa sẽ làm clip test biên độ Mini 1 theo lời yêu cầu của anh em nha cả nhà. Thì đây là biên độ và bên em Thành này cũng là biên độ Mini 1 nha cả nhà. Đây cả nhà, giờ mấy anh em mình đang đi cứu con Mini 2 nha cả nhà. Rớt cách đây là cái gì 6 km hả? Ủa đúng không vậy? 2 km mấy à? À 2 km mấy là đường chim bay nha cả nhà. Còn ở đây là đường xe đi nha. Còn 5,9 km. Còn có 500m nữa thôi nha. Ngay cái điểm mình hạ lúc nãy. Lần quá. Quên rồi, quá cầu. Bé phải luôn. Rồi thấy cái nhà đó rồi. Yên tâm đi. Đi đây. Nãy sau là cái nhà nào rồi rất cô này rồi tận lên chưa nữa như trong vườn hả sau mình như trong vườn này nè. Cắp xe đi xe vô đi, nghe tiếng âm thanh nè. Vọng luôn. Dây nín. Chết cha mất kết nối luôn rồi. Có ai lụm được rồi. Để cả cầm coi. Cầm cái hỏi. Kết nối rồi. Vậy nãy có thấy cái máy bay đó cái này không chị? Hoàng cái mang hơi cam hay không Hoàng? Có chứ. Em bay lên đi, em bay vòng anh nãy không? Hả? Đi trước đi. Ở ngay đây nè, ngay khu này. Dạ, ngay khu này nè. Nó rớt ở dưới, chứ nó ở trên đâu mà bay. Thì em bay lên coi mấy nóc nhà coi sao. Hai ba nóc nhà đây nè. Bây giờ xin được người dân vô đây tìm nha. À, Thanh ơi, Thanh đi vô trong vườn tìm phụ anh nè. Ngó phụ anh trên này là chơi coi trên mấy ngọn cây có không. Đi từng lúa em đi lúa bên kia đi. Em đi lúa bên này đi. Nhìn dưới đất nhìn trên cây luôn. Đi từ từ dần dẫm cây cho người ta. Ngó dưới nước luôn nha em. Ngó dưới mương nước luôn nha. Khu này trồng sa kê cũng nha. Ồ, đây có cá luôn kìa. Rồi bên này không thấy gì rồi. Hả? Để
Bên kia Hoàng đang lên rồi cái nhà. Hoàng lên giờ là đang lên xem trên không à. Coi cho mấy nóc nhà Hoàng ơi. Để ra hỗ trợ Hoàng xem trong này không có rồi. Bây giờ xin nhà người dân đi vô được nha cả nhà. Để cho vô tìm thì nãy có anh này anh nói là nãy giờ con lai cam bay lòng vòng đây. Cũng mong rồi. Ơi. Chó chú ơi. Nó không dám đâu, anh cứ đi vô bình thường thôi. Đi vô. Dạ. Ngoài nó liếm liếm hay ghê quá. Đó, ra giường luôn nha. Tới chưa? Tới vị trí cuối cùng nữa chưa? Đâu? Cái này là phải đi vòng ra bên kia nữa. Hả? Đâu anh coi coi. Bên đây. Đi thẳng ra đấy. Vô tới tí nữa. Vô tới tí nữa. Ô đây nè. Mũi tên nó chỉ qua đây mà. Đâu? Thấy chưa? Anh thấy không? Cái mũi tên chỉ qua đây nè, hướng ngoài nè. Đúng rồi, hướng nãy anh kia nói là đúng rồi. Đúng rồi. Theo vị trí lúc nãy mình hạ đó cái nhà, là hạ bên cái nhà này. Có thể đang rớt đâu đây trong cái gầm này nè. Đâu đây trong lùm này đó nha. Tại lúc nãy mình bay ra tới hồi nãy mình tính hạ trên cái vàng này, vàng cây này đây. Đó, tính hạ trên vàng cây này đây, nhưng mà sợ rớt trên cây mình ra lùm được nữa nha. Cho nên mình cố tình mình bay lại cái nhà này. Đó, mình cố tình bay lại cái nhà này. Thì có thể nó sẽ rớt trong nhà này. Đây, khu nhà này đây. Hồi nãy mình nhớ là mình bay qua con mương này rồi. Đó, trong khu nhà này thôi. Một là trong lùm này, hai là trong khu nhà này. Đó. Để xem có ai ở đây không kìa. Hỏi tới nhập đồ sinh. Không có ai hết nè. Chó ghê quá kìa. Chị ơi cho em hỏi. Chị ơi cho hỏi nãy có con. Cho hỏi nãy có con máy bay nó rớt ở đây. Chị có thấy không vậy? Nãy có con máy bay nó rớt ở đây nè. Cái con máy bay nhỏ nhỏ nó rớt ở đây. Dạ dạ cảm ơn. Coi trên nóc nhà đó nha. Nãy mình cố tình mình hạ cho nóc nhà này, không biết hạ được không? Một nóc nhà đó, hai nóc nhà bên này. Hai nóc nhà bên này. Đây, dạ. Đây con chú ông vợ ông dắt đi vô nha nha. À dạ. Em cao, em đi vô đi qua. Trời ơi. Vô em cao ngó trên mấy cây nè. Nó sẽ quần một khúc nha. Bên kia còn nghe tiếng thì chắc là nó nằm đâu cho khu này thôi. Nhìn trên cao á. Mình quay camera này cả nhà có thấy thì nhớ comment bên dưới giùm mình nha. Mình thấp quá. Dạ hết rồi, nó tắt nguồn rồi. Em coi khả năng rớt nước rồi.
Anh đi vô tìm đi, vô tìm đi. À, khu này khu bên kia không qua được chứ. Nghe bên kia nói là nó quần mạnh lắm. Khi nào nó sát đây luôn không ta? Hồi nãy bay hướng đó là một là nó sát ở đây hoặc là nó nằm trên cây kia. Em nghĩ cái vị trí cuối cùng nó đúng hơn đó. Hả? Mấy anh kia tìm. Nó nhỏ xíu à, nó bằng bàn tay màu trắng. Đi vô tìm đi, trời trời. Màu trắng hả? Dạ. Đây, làm lầy xong rồi nha. Vô đây tí dắt trắng là thấy, thấy cảnh ha. Em vô hội mình xe vị trí của anh em mà rảnh chạy ra đi. Anh nói vị trí cuối cùng nó của nó cũng nằm đây nè. Con cha kiến cắn. Ồ, con kiến nè. Ồ, nó cắn. Cắn nhiệt tình luôn. Cái gì? Tìm qua đó tìm đi. Người ta nói bên, người ta nói nghe tiếng bên này mà cứ đòi bên tìm bên đó. Thua rồi cái nhà. Nằm tới ngay đây mà không tìm ra. Cả nhà thấy không, trinh sát hai đồ, trinh sát hai đồ đang đi tìm nha cả nhà. Bây giờ là tìm nãy giờ đuối lắm rồi mà trong cái khung này thôi mà tìm không ra, với lại hai bên á, một bên này là đó xong rồi cả nhà, bên này xong, còn bên kia là nguyên một khu cỏ được rừng rậm rạp. Bây giờ mấy anh em tìm mệt rồi, giờ đang cho hai đồ đi trinh sát cả nhà. Em đi làm sao mà hết, thấy hết cái khung ấy luôn á. Hết không? Đây cái nhà, mấy anh em tìm không ra nhưng mà có anh chủ vườn tìm ra cái nhà. Ô. Ờ đây cái nhà. Rồi. Đây lo cầm cái máy không? Đâu. Cảm ơn chứ. Cảm ơn nhiều lắm. Ô là sức làm nó, cảm ơn anh. Nó, dạ. Nó vẫn ở trên kho. Cảm ơn anh nhiều ạ. À. Vẫn ở trên kho anh. Dạ, đó. Tìm được máy ở nhà. Anh em đang tính đi mua nước để làm cái tập 2 đây cũng cảm ơn em nha. Cảm ơn em cũng đã về giữ giùm. Đó. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn em nha. Dạ. Ôi một cái kết thật là có hậu nha cả nhà. Coi nhìn cái coi. Sao cảm giác, nói cho khán giả nghe nè. Lúc đầu rớt má, kiểu bị hồi hộp với anh đi kiếm xong rồi kiểu muốn chạy hết ga vậy. Hồi nãy sao chạy tới là có người lụm á. Hồi nãy nó chở mình mà nó phang hết ga luôn cả nhà. Nguyên luôn. Ồ còn nguyên luôn, không bị chạy xước luôn hả? Dạ. Ồ tốn tính ga tay lái ta kéo xuống công lộ đó chứ bộ. Đây cả nhà, thì lúc nãy test pin thì pin còn 27%, nhưng mà bay là quay được cũng 20 phút đó nha. Bay quay 20 phút ha. 26 phút. Còn 27% pin. Ờ đó. Thì xui cho em Thành là bay mà bị mở spot á, bật spot á, đâm ra là
về không kịp. Tụt vô. Thì hồi nãy cách nhà còn 3 cây hả? Hai cây chín đó. Nhưng mà ra đây tìm thì có nhiều người dân ở đây rất là tốt nha, ủng hộ đồ đi tìm phụ này nọ, cũng 3-4 nhà đó đi ra tìm phụ, đâm ra là đã giúp anh em mình tìm được con Leica Mini 2 cho em Thành nha cả nhà. Đó cũng một cái kết có hậu cho buổi test pin test xa hôm nay nha cả nhà. Rồi thôi bây giờ mình xin kết thúc video từ đây. Anh em mình muốn mình test thêm cái gì nữa thì comment bên dưới, anh em mình chơi tiếp nha cả nhà. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại, bye bye Hoàng, bye bye các ơi.